Nguyên liệu cần có: 2 cuộn len khác màu, kim móc phù hợp, kéo, một vòng nhựa từ vỏ chai nước. Để bắt đầu, ta tạo một vòng tròn ma thuật. Quấn len vào tay như thế này. Luồn kim qua và lấy len. Kéo lên một đoạn khoảng bằng chiều dài 2 mũi bính. Sau đó rút tay ra. Giữ cố định len và ta sẽ móc len vào vòng tròn vừa tạo. Lấy len lên kim. Đâm kim qua vòng tròn. Rồi lấy len qua. Tiếp tục lấy len. Rồi lại đâm kim qua vòng tròn. Lấy len và kéo qua. Sau đó kéo len qua tất cả các vòng trên kim. Rồi móc một mũi bính. Tiếp theo lại lấy len và làm tương tự. Lấy len đâm kim qua vòng tròn, rồi lại lấy len qua. Ta làm 3 lần như vậy. Hai lần. Ba lần. Sau đó thì kéo len qua các vòng trên kim. Móc một bính. Tương tự ta làm thêm 3 lần như vậy. Ta có tất cả 5 cụm. Tiếp theo ta dùng len trắng để tiếp tục. Đâm kim qua chân chân móc đầu tiên, móc một mũi rời. Kéo chặt sợi len xanh. Ta móc lên một mũi bính. Cắt bớt sợi len thừa màu xanh. Ở vòng này ta sẽ dùng vòng nhựa. Ta đặt vòng nhựa ở phía dưới. Các sợi len thừa cũng để phía dưới. Ở phần len xanh vừa móc ta có tất cả 10 chân móc. Ta sẽ móc vào mỗi chân 2 mũi đơn. Móc qua vòng nhựa. Sợi len trắng thừa sẽ được kẹp theo móc che đi. Tương tự ta móc mỗi chân 2 mũi đơn cho đến hết.
Xong vòng này ta có 20 mũi đơn. Ta móc vào chân mũi đơn đầu tiên một mũi rời. Kéo chặt. Ta cột hai sợi len xanh lại và giấu đi phần thừa lại. Tiếp theo là móc viền bằng mũi rời. Bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân số 2 một mũi rời. Mình sẽ đánh dấu mũi rời đầu tiên lại. Ở chân tiếp theo cũng móc mũi rời, nhưng mình đâm kim từ dưới lên. Chân kế tiếp đâm kim từ trên xuống. Chân tiếp theo đâm kim từ dưới lên. Lặp lại tương tự cho đến hết vòng. Sau khi xong ta móc một mũi rời vào mũi rời đầu tiên. Cuối cùng là phần dây móc khóa. Mình móc 15 mũi bính. Cắt bỏ len thừa, để lại một đoạn để cố định dây móc khóa. Ta kéo sợi len ra trước và vòng len cột chặt lại. Kéo chặt. Giấu len thừa đi. Cắt bỏ len thừa.
Vậy là xong một chiếc móc khóa. Cảm ơn mọi người đã xem.